Trường Giang kể chuyện Nhã Phương nghiện con, bất ngờ tiết lộ những thay đổi khi lên thiên chức mới. Trường Giang và Nhã Phương thường xuyên nhận lời khen ngợi là cặp vợ chồng hạnh phúc và viên mãn nhất nhì vis Đặc biệt, sau một năm quyết giấu kín bưng, hiện tại Trường Giang và bà xã đã thoải mái hơn khi chia sẻ về con đầu lòng, tuy nhiên cả hai vẫn kiên quyết không để lộ dung mạo bé. Mới đây nhất, clip Trường Giang hạnh phúc khi kể về con và cuộc sống hôn nhân hiện tại đã khiến người hâm mộ phải dành sự chú ý. Theo đó, nam danh hài tiết lộ con gái đã lắm, nói chung trộm vía cưng lắm, nhã phương yêu nên cứ cưng chiều và ôm suốt. Đặc biệt, khi kể về con gái, ánh mắt Trường Giang hiện lên niềm hạnh phúc và nụ cười tươi tắn thấy rõ. Clip Trường Giang chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thay đổi sau có con. Không chỉ tự hào kể về con gái, Trường Giang cũng bật mí cuộc sống hai vợ chồng thay đổi nhiều sau khi đón thiên thần nhỏ. Trường Giang nói, khi có con rồi, thấy bản thân điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều một trong hai người phải hy sinh cho gia đình, ai cũng bớt đi một ít thời gian vui chơi, mua sắm để về chăm sóc con nhỏ. Trường Giang hết lời khen ngợi con gái nhỏ đáng yêu. Trước đó, Trường Giang cũng bật mí con gái lanh lợi, nói như sáo dù chỉ mới một tuổi. Trước đó, Trường Giang cũng nhiều lần tiết lộ phải dành nhiều thời gian cho con gái, tranh thủ quay xong là về nhà nấu ăn và chăm con phụ vợ. Từ những chia sẻ thế này, có thể thấy Trường Giang và Nhạ Phương Đích Thị là những ông bố và bà mẹ nghiện con trường giang cho biết bản thân trưởng thành hơn nhiều sau khi sang thiên chức mới đến hiện tại hai vợ trong trường giang vẫn quyết giấu kín dung nhan con gái nhỏ nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất